Dịch COVID-19 với diễn biến phức tạp đã và đang gây ra những ảnh hưởng vô cùng to lớn đến đời sống kinh tế xã hội của các địa phương. Để chia sẻ những khó khăn của tỉnh Phú Thọ nói riêng và ngành y tế nói chung, ngày hôm qua, 18 tháng 8, tại buổi tiếp nhận, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Thiên Huy Phú Thọ đã ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh 2 tỷ đồng. Theo đó, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi tiếp nhận 2 tỷ đồng do Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Thiên Uy Phú Thọ ủng hộ. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Phan Trọng Tấn cảm ơn sự đồng hành của công ty đối với tỉnh Phú Thọ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sự đóng góp của công ty có ý nghĩa thiết thực để tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả đẩy lùi dịch COVID-19. Và hôm nay thì chúng tôi một lần nữa trân trọng cảm ơn các bạn đã có cái ủng hộ đối với cái quỹ phòng chống COVID này. Chúng tôi đánh giá rất cao và bày tỏ cái sự trân trọng cảm ơn đối với lại cái tấm lòng của các bạn. Và chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng để sử dụng cái nguồn kinh phí ủng hộ này một cách hiệu quả nhất, chặt chẽ nhất, hiệu quả nhất để đáp ứng được cái công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty cần quản lý chặt chẽ đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, người lao động, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi triển khai các dự án trên địa bàn. Đồng thời mong muốn công ty cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải, tái tạo năng lượng tại huyện Phù Ninh, đảm bảo tiến độ theo đúng cam kết với tỉnh. Rất là mong muốn các bạn, chúng tôi cũng rất là chia sẻ, cùng với lại cái ảnh hưởng của tiêu cực của dịch bệnh COVID, thì các bạn, tôi biết là các bạn cũng đã gặp khó khăn trong cái quá trình để thực hiện cái nhiệm vụ của cái đầu tư cái dự án điện rác tại Trạm Thải. Nhưng mà rất mong các bạn nên là sẽ có cái cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn để chúng ta thực hiện cái đầu tư dự án theo cái lộ trình mà chúng ta đã thỏa thuận. Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Thiên Uy Phú Thọ là doanh nghiệp được thành lập để đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh. Khi nhà máy đi vào hoạt động, việc tái sử dụng rác thải như một nguồn tài nguyên thu hồi năng lượng phát điện góp phần giảm áp lực thiếu chỗ chôn lấp rác thải hiện nay, đồng thời dự án cũng góp phần giải quyết việc làm, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.